Bí mật của Lý Nguyễn, từng thuê tài xế riêng để phục vụ công việc đá cặp với chân dài. Lý Nguyễn đang có phong độ cực cao giúp Thành phố Hồ Chí Minh nuôi hy vọng trụ hạng V-League 2021. Tài năng của Lý Nguyễn là điều không phải bàn. Nếu có, người ta chỉ sợ những bóng hồng sẽ đè bẹp sự nghiệp bóng đá của Lý Nguyễn. Lý Nguyễn đã từng không thành công ở Hoàng Anh Gia Lai. Người ta đồn đoán rằng một trong những lý do khiến cầu thủ này phải bán sới đi khỏi Phú Núi là những mâu thuẫn cá nhân với Ketesak Senam Hoàng. Ở Hoàng Anh Gia Lai có rất nhiều câu chuyện về Lý Nguyễn mà nghe xong không phải ai cũng chấp nhận được. Chẳng hạn, Lý Nguyễn dẫn cả bạn gái từ Mỹ sang ở cùng mình ở khách sạn mà không xin phép câu lạc bộ. Thực hư câu chuyện này ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến câu chuyện xung đột văn hóa sinh hoạt giữa Lý Nguyễn với môi trường bóng đá Việt Nam. Lý Nguyễn là một cầu thủ sinh ra ở Mỹ và từng có thời gian chơi bóng tại châu Âu. Ở các nền bóng đá phát triển, không có chuyện gom cầu thủ lại một tòa nhà, kín cổng cao tường rồi sinh hoạt như một trại lính. Ngược lại, các cầu thủ được tự do đánh xe về nhà, đến sân tập và được sinh hoạt ăn uống với gia đình. Nói chung, cầu thủ được làm những gì mà bản thân mình cho phép, miễn sao ra sân tập tốt và thi đấu tốt. Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn thì anh ta sẽ bị thải loại. Lý Nguyễn vốn dĩ đã quen với sự tự do ấy nên khi bị siết chiếc vòng kim cô ở đôi chân, anh đã cảm thấy khó chịu và khó chấp nhận. Đây có thể là nguyên do khiến Lý không cảm thấy thoải mái rồi chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Chuyển đến Bình Dương, Lý Nguyễn đúng như chú chim được sổ lồng. Sau khi bị Bình Dương thanh lý hợp đồng và trở về Mỹ, Lý Nguyễn từng chia sẻ với bạn bè rằng ở Việt Nam anh sống một cuộc sống vương giả như một ông hoàng. Lý đi đâu cũng được các cổ động viên, các tay thợ săn ảnh săn đón. Lý nhận được vô số lời mời tham dự các buổi tiệc, các sự kiện trang trọng của giới nghệ sĩ, giới thượng lưu. Thậm chí, Lý phải từ chối vì không biết sắp lịch kiểu gì và sợ bị người ta giận dỗi. Những năm tháng ở Việt Nam, Lý Nguyễn từng được cho là đốn tim, đá cặp với rất nhiều người đẹp nổi tiếng trong giới showbiz. Ca sĩ L và Lee từng làm quen trong một quán bar, rồi sau đó phải lòng nhau. Sau khi chia tay, anh chàng Việt kiều này tiếp tục dấn thân vào một mối quan hệ đặc biệt khác là Hoa hậu D. Những đồng đội ở Bình Dương của Lee kể rằng vì muốn ở gần nàng, nên Lee thuê hẳn một tài xế riêng, đón anh ở sân Gò Đậu sau trận đấu, rồi về Sài Gòn để ăn tối, nghe nhạc. Chưa dừng lại, Lý Nguyễn còn có mối quan hệ trên cả bạn bè với nữ ca sĩ A. Tuy nhiên, đôi bên đều phủ nhận thông tin yêu đương, mặc cho giới săn tin đã có rất nhiều tấm ảnh chung giữa hai người. Cũng nói thêm, ở thời điểm đó, Lý Nguyễn được cho là vẫn giữ mối quan hệ với cô bạn gái lâu năm Janelle Carlson. Tuy nhiên, sau đó hai người đã đường ai nấy đi vì sự xuất hiện của những tiểu tam. Mãi sau khi Lý Nguyễn về Mỹ, cặp đôi này mới nối lại tình xưa. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Lý Nguyễn thừa nhận anh rất thích cuộc sống ở Sài Gòn và đây là một trong những nguyên do anh nhận lời trở về chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 10 năm về trước, Lý Nguyễn đang ở độ tuổi xuân xanh, hừng hực nhựa sống nên rất hào hoa và có chút phong lưu. Bây giờ Lý đã 34 tuổi nhưng không vì thế mà anh mất đi sự lịch lãm. Vừa tài năng vừa có nhiều tiền, chắc chắn Lý Nguyễn vẫn là thỏi nam châm hút hồn những bóng hồng và chân dài của Sài Thành. Người ta vẫn nói, anh hùng không qua ải mỹ nhân, cho nên nếu Lý Nguyễn không kiểm soát được bản năng thì chuyện đi lại con đường xưa là điều không thể tránh khỏi. Dĩ nhiên, những ông chủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không mong muốn điều đó xảy ra chút nào, bởi nếu có Lý Nguyễn, họ đã phải bỏ ra rất nhiều tiền và cả thời gian để thuyết phục cầu thủ này trở lại với V-League.